Xin chào anh em, mình là Long Mét 9. Trong cái tầm tiền loanh quanh khoảng 1,5 tỷ đổ về mà chúng ta cần một cái lựa chọn rộng rãi này, một chiếc xe sedan luxury thì E200 hay là E180 đều là những cái lựa chọn hết sức vừa là hoàn hảo và vừa tầm tiền. Thì Long vừa mới về một chiếc là E180 sản xuất năm 2020, màu xanh Cavansai, rất là hợp với những anh em mệnh mộc này hoặc là mệnh thủy này, đều đi rất là đẹp luôn. Ở đây chúng ta cùng nhau xem chiếc xe này nhé. Đó, E180 thì mẫu này thiết kế và ra đời vào khoảng cuối năm 2019 đầu năm 2020. Đó. Chiếc này lăn bánh 30.000 km và mang biển số thành phố anh em nhé, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, chiếc này hiện tại đối với Thế Giới Xe Đức đang hỗ trợ một chương trình rất đặc biệt là tầm khoảng 1,5 tỷ thôi. Và chúng ta lăn bánh trọn gói luôn nhé. Đó. Rất đẹp, và chiếc xe này còn bảo hành chính hãng cho đến hết năm 2023. Đây, chúng ta cùng nhau xem. Tất cả những cái chi tiết đây đều được trang bị option cũng rất là đủ nhá. Ghế lái và ghế điện đều được chỉnh điện và có nhiều ghế, nhiều vị trí. Vô lăng là vô lăng đời mới rồi. Màn hình thiết kế dài. Đấy, rất đẹp luôn. Ghế da cao cấp. Đấy. Bộ mâm thì bộ mâm 5 chấu kép. Đấy. Đây, cụm đèn của E200 Long sẽ bật cái cụm đèn sau để cho anh em xem. Đấy. 1,5 tỷ đổ lại thôi là chúng ta đã có mẹc E-Class để đi rồi. Cốp điện tự động hết anh em nhé. Cụm đèn dạng LED 2 tầng. Đó. Nó nhìn sâu bên trong kiểu các cái hiệu ứng kiểu kim cương ấy, rất đẹp luôn. Đây, khoang cốp rất là rộng luôn, Ok. Cốp điện. Chiếc xe này đảm bảo cho anh em luôn là nguyên bản chưa từng va chạm đâm đụng anh em nhé, và hiện tại là lịch sử bảo dưỡng hãng là rất đầy đủ. Chỉ có thay dầu và có sơn si một chút gọi là sức dăm thôi. Đó. Ok anh em, để xem chiếc xe này thì chúng ta hãy qua số 6, số 8 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội nhé. Tại showroom Thế Giới Xe Đức. Hãy qua để cùng Long trải nghiệm mẫu xe này và chúng ta sẽ cùng nhau cà phê để bàn bạc về giá cả nhé. Ok, cảm ơn anh em.